Dạ, ở đây anh cho, ở đây anh cho tiền nè. Nhưng được rồi, được nhiêu rồi? Ồ, nhiều lắm rồi, được 10.000 chưa? 20.000 thôi. Đủ ăn cơm rồi. Đủ ăn rồi. Vậy anh nhận giùm con mấy cụ này người cầm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ, 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 chia cầm con nha. Dạ, chia ra đều con nha. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Và đây chính là hình ảnh cây cầu Sài Gòn. Người ta gọi là cầu Sài Gòn vì cái cầu này nó sẽ hướng đi về Sài Gòn của Việt Nam đó cô bác quý anh chị. Thì cô bác quý anh chị có thể nhận thấy là dưới cái cây cầu này đó có một cái ngôi nhà mà đang cắt dưới dạ cầu luôn. Có nghĩa là cuộc sống họ là gắn liền với lại cái gầm cầu của cô bác quý anh chị. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu cuộc sống của người Campuchia sống tại dưới gầm cầu là như thế nào ha. Ở đất nước Campuchia thì họ chạy xe rất là ít bóp kèn, và cho rằng là còi là một trong những cái trang thiết bị trên xe dư thừa nhất, nên họ rất ít bóp kèn của bác quý anh chị. Về giao thông của Campuchia cũng khá là hỗn độn, xe nó cứ chạy được xuôi tới lui. Và đây là những cái chiếc xe túc túc nè. Xe túc túc thì là một cái phương tiện di chuyển chủ yếu chuyên dụng tại đất nước Campuchia. Và đây là có căn nhà của một cái cô này nè, cô đang cất một ở dưới một cái gầm cầu luôn á cô bác quý anh chị. Đây là trước nhà của cô có thờ một cái gì nè. Đây là tục lệ của người Cam ha. Hình như là cô ở có bếp ga, có tủ lạnh rồi luôn kìa. Ô, có một cái con mèo đằng kia, cái con mèo đằng này nè cô bác quý anh chị. Nó dòm kìa. Cô này thì giặt đồ, có cả cái cây nước ở đây luôn nè. Việt Nam, Campuchia. 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 Dạ. Yeah. Dạ. Gom Việt Nam. Việt Nam mà thôn Campuchia là. Dạ. Đây là cái cuộc sống của cô sống ở dưới gầm cầu á. Đó, cô bác anh chị thấy là giặt đồ ngay cả ở dưới gầm cầu luôn á. Sẽ đi tiếp cái cuộc sống của người Cam ở dưới dạ cầu là như thế nào ha. Đây họ có cả buôn bán chuối à. Ôi trời, có một cái trái chuối cắm lên nè. Mình lúc nãy thì Bùi Hồ có thấy được là ở đằng nơi này có mấy bà cụ ăn xin ở dưới, người Campuchia ăn xin hay sao á. Lúc nãy thì Bùi Hồ cùng với các anh em đi xe túc túc chạy ngang thấy, muốn quay cho cô bác quý vị xem. Ở xã hội nào thì cũng vậy, cũng có người giàu, người nghèo, cũng có người có nhà ở và cũng có người vô gia cư. Ở đây họ buôn bán như này. Bạn này người Việt Nam thì sao á? Dạ? Đâu có đâu, đi chơi thôi à. Ủa bạn là người Việt Nam hả? Dạ. Ồ. Bạn qua đây lâu chưa? Đúng rồi, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi, ở đâu? Bên kia kìa. Sống ở đâu? Bên kia kìa. Bên nào? Ở Trung Bắc á. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Không biết tuổi. Tên gì? Tên Nhung. Tên Nhung. Ở Việt Nam nhà ở đâu? Ở Long Bình. Ở Long Bình, Hồng Ngự hả? Dạ. Đúng không? Dạ. À, sao qua đây? Qua đây chơi. Qua đây chơi, chơi gì đây? Có đâu, có chồng ở bên đây nè. Ở chồng đâu? Chồng bên kia kìa. Bên nào? Dạ. Không biết nhiêu tuổi hết hả? Dạ. Ủa cái tay bị gì ấy? À, có tạc không nữa. Đụng xe, cái này đụng xe. Đụng xe ở đâu? Bên kia kìa. Ở Campuchia luôn hay ở Việt Nam? Campuchia. Nãy Nhung nói là Nhung năm nay bao nhiêu tuổi? 18. 18 tuổi, qua đây lâu rồi? Qua đây lúc mấy tuổi?
Chị em cái tuổi đó em bận. Bên kia là bên chị Giám. À, qua đây làm gì bên đây Nhung? Ôi, xin tiền người ta xài. Ủa sao ở Việt Nam không xin tiền mà qua đây xin tiền? Việt Nam khó khăn lắm anh ơi. Sao khó khăn? Ở dưới Long Bình đó, ngoại em cho xin tiền người ta xài. Dưới Long Bình ngoại không cho? Ừ. Rồi qua đây xin. Chứ anh? Lâu rồi. Mấy năm rồi? Năm gì lớn lắm. Từ nhỏ lớn đây luôn. Ủa sao qua ba mẹ bên đây hay sao? Ba mẹ trên đây. Ừ, ồn quá cô bác quý anh chị. Quê anh ở đâu anh? Quê Campuchia nè. Quê Campuchia luôn. Ba mẹ là người Việt ở ở tỉnh nào? Ở Nam Giang. Ở Nam Giang hả? Trời ơi, lại gặp một cái người Việt ở đây nữa nè cô bác quý anh chị. Anh là nhiêu tuổi rồi? 35. Nhung. Đâu ở đây anh cho, ở đây anh cho tiền nè. Nhung. Nhung. Ủa trời. Ủa sao vậy? Lại đây anh cho tiền nè. Anh qua đây làm gì anh? Anh tên gì? Tên Nhất. Tên Nhất hả? Anh qua đây làm gì? Tập bơi. Hả? Tập bơi. Tập bơi hả? Làm bê á. À làm bê. Ôi trời ơi thấy. Lại đây anh cho tiền nè. Con nhiều. Hả? Con nhiều. Con nhiều cho nhiều. Cho nghe cho ngàn được không? Sao? Lấy không? Không. Tới 5.000. Này đâu phải 5.000 đâu. 5.000 á. Này lát lát anh uống nước cho 1.000 đi. Rất là tội cô bác của anh chị. Ở đó là người Việt hay người Cam anh? Cam. Người Miên đó hả? Ơi, anh qua đây làm bữa nay không có làm hay sao? Chưa nữa hả? Anh Nhất hả? Trời ơi. Anh sống ở đâu anh Nhất? À, anh Nhất còn đây là Nhung nè cô bác anh chị. Nhung này trông lắm gì Nhung? Đó là người mập. Đi em... làm đâu? Thì sao? Còn uống rượu nhà. Còn cái gì? Còn uống rượu. Uống rượu nhà hả? Trời đi ơi. Đi làm đâu? Phải chú tay đứng ai chồng em bự. Chồng uống rượu. Không có đi làm. Sao không đi làm? Không. Đứng ở đây là xin tiền ta hả Nhung? Ở đâu qua đây chơi. Qua đây chơi hả? Có xin tiền không? Không. Sao nãy nói xin tiền? Xin tiền mới chợ kìa. À đi xin. Đi xin ở chợ ha. Có nghĩa là hàng ngày vẫn đi xin đúng không? Dạ. Xin tiền cho chồng uống rượu hay sao? Có đâu để ăn cơm đó ông nội. Ăn cơm hả? Ừ. Nhiêu tiền là được ăn cơm? Một mấy ngàn hay mấy chục ngàn. Hồi sáng giờ xin được nhiêu rồi? Rồi điếm rồi, nhiều tiền dữ rồi. Anh này là người Việt Nam luôn nè. Nhung ở Long Bình, Hồng Ngự nè, Đồng Tháp cùng quê hương với lại Bùi Hồ luôn á. Tao đếm tiền cho anh coi đó coi được nhiêu rồi. Ủa nhiều lắm rồi, được 10.000 chưa? 20.000 rồi. Đủ ăn cơm rồi. Đủ ăn rồi. Đủ ăn rồi, ngày nào cũng đi xin ở chợ đó hả? Dạ. Để đưa qua đây chơi. Dạ. Ừ. Chọc gió vậy? Hả? Gió vậy? Qua đây không gió. Vợ chồng là người Việt hay người Cam? Người Việt. Chồng ở đâu? Trên nước nhậu về. Ở đâu? Đi đâu? Nhậu ở đang nhậu hả? Ừ, đi đâu? Không. Anh biết nhậu rồi. Đâu biết nhậu đâu đi. Làm hồi chơi. Qua Nhung qua đây là đi với chồng hay là đi với ba mẹ? Ba mẹ làm gì ở đây? Ba mẹ em chết rồi. Chết ở đâu? Chết ở Campuchia hay Việt Nam? Chết ở Campuchia hả? Chết này nè. Ừ, ba mẹ chôn ở đâu? Ba mẹ chôn trong miền Bắc.
Châu Nam Sắc hả? Hồi đó giờ có về Việt Nam không? Có về mấy lần rồi. Về lên lại? Về với ba mẹ. Rồi ba mẹ chết luôn? Còn chị em ở trên đây à. Vậy hả? Sao không về Việt Nam? Nghỉ về. Nghỉ về luôn hả? Ở đây vui không? Vui lắm, vui. Vậy? Lắm vui. Vui gì? Có gì vui kể nghe. Bồn bồn có đi chơi. Vui vui, ba bên chiếc ngại chơi. Ba bên nhà chị hai em chơi. Vậy hả? Hồi sáng giờ có ăn gì chưa? Chưa, đi ăn cái gì nè. Giờ đi ăn cái gì đi? Cái tay này bị xe đụng ở Campuchia luôn. Hai phần đời, hai phần đời mà Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị. Có muốn nói gì với người Việt Nam không? À. Sao vậy? Muốn về Việt Nam không? Muốn. Muốn tiền về. Cần nhiêu tiền để về Việt Nam? Không biết. Không biết, sao không biết được? Về về, về anh chớ là 30 đô đặng. 30 đô đặng. Thì làm vài bữa dành dụm tiền về. Cái chú đó là người Việt Nam hay sao vậy? Dạ. Cái chú với cậu đó đó. Miên. Dạ, dạ, cái chú ở dưới, sống ở dưới đó kìa. Miên. Miên hả? Thôi đi, đi ăn đi nha. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Trường hợp của Nhung là trong một trong những cái trường hợp mà trạng thái thần kinh không bình thường, hằng ngày phải lơi la những cái đầu đường xó chợ để mà xin ăn. Thôi bây giờ tiếp tục hành trình của bác quý anh chị. Trên cái đoạn đường đi gặp những người mà sống lang thang cơ nhở thì Bùi Hồ mới gặp được và chia sẻ cho cô bác quý anh chị về cái cuộc sống cầm cầu ở đất nước Campuchia. Đây các bà cụ không? Đây các bà cụ đang ngồi ở đây nè cô bác chị, chắc là chờ xin ăn hay sao á. Thấy rất là tội nha, dưới cây cầu này là cây cầu Sài Gòn á, bà chờ cho cơm hay sao á. Tuổi đời thì cũng khoảng 50 mấy hết à. Bùi Hồ mới lục ở trong cái túi ra có tờ 10.000 kia đó. Thì nó tương ứng với khoảng là 40.000, 40.000 tiền Việt Nam đó. Và bây giờ mình sẽ cho hết các cụ ở đây. À, yeah. Dạ con. Cụ nhận đại diện nhận giùm con. Mấy cụ này người cầm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ, dạ, dạ chi cầm con nha. Dạ chi ra đều con nha. Dạ. Ba ba. 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 Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ là. Ở đây là 10.000. Ba chi ra giùm con nha. Dạ. Dạ, 6 người. Dạ 2.000 nữa. À. 500 à. Không có tiền nữa rồi, hết rồi. Bà xin thêm 2.000 nữa. 1.000. 1.000 bà được cụ này hả? Bà chia cho con luôn nha.
có ngang đó, còn 500. Dạ với các con hết tiền rồi. Dạ no money, hết tiền luôn rồi. Dạ dạ mô Phật, mô Phật. Dạ đó, đó là những trong những cái trường hợp mà bà cụ mà vừa ở Bùi Hồ cũng chia sẻ cho cô bác quý anh chị á. Mình và các bà cụ phải ngồi ở đó để mà chờ những cái phần mà mọi người đi ngang qua cầu á, người ta cho. Người Việt Nam sống ở đây rất là khổ, không có một cái giấy tờ hay còn gọi với một cái tên là Việt Kiều Trâm, Việt Kiều không quốc tịch của các bác quý anh chị. Ở đây có ông này, ông sống là vô gia cư luôn. Đây là cái nơi ngủ nè. Ôi trời ơi, mấy đứa con nó phải ngay cả ở đó nữa kìa. Nơi đây là tối là họ sẽ ngủ ở dưới này nè, có một cái chiếc giường dăng một cái miếng chiếu á, rồi có cả một cái võng nấu uống ngay đây, chắc có lẽ là tắm rửa dưới sông luôn á. Video clip về cuộc sống của những người vô gia cư tại đất nước Campuchia xin kết thúc tại đây, cũng như là những người Việt sống cơ nhở phải ăn xin tại đất nước Campuchia này. Và Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip về đất nước Campuchia ở chuỗi video clip sau nha. Người Việt sinh sống qua đây thì cũng có người tốt, người xấu, và có cả những thành phần mà qua đây không lười lao động đó các bác quý chị, phải hút chích ở bên này nè.